Rồi, ok. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin chứng khoán trước giờ giao dịch cùng với em An. Thì rất là xin lỗi mọi người, buổi tối ngày hôm qua thì em có một chút việc cho nên là không livestream được. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ em An sẽ làm một video để chia sẻ tới anh chị mình những cái kịch bản, những cái kế hoạch, những cái nhận định về thị trường anh chị nhá, cũng như là những cái hành động của anh chị nhà đầu tư chúng ta nên làm gì ở giai đoạn hiện tại khi mà ngày hôm qua chúng ta có một cái phiên giao dịch rung lắc rất là mạnh đúng không? Và đặc biệt là khối lượng cực kỳ lớn. Đó, khối lượng cực kỳ lớn liên quan tới các cái nhóm ngành mà nó mang tính đầu cơ mạnh, và trong giai đoạn vừa rồi nó tăng khá nóng. Thì ngày hôm qua có một cái phiên biến động tương đối là lớn với khối lượng rất là khủng anh chị nhá. Thì liệu rằng những nhóm ngành đấy nó đã xấu chưa? Đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ cùng phân tích ở trong cái video này anh chị nhá. Ok, trước khi mà đi vào nội dung của chương trình thì anh chị mình đang xem video, mọi người hãy nhớ để lại cho em An một lượt like cũng như là những cái quả tim màu tím ở dưới phần bình luận anh chị nhé. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần nhận định thị trường anh chị nhé. Đầu tiên sẽ là phần này, và chúng ta cũng sẽ có thể là chia sẻ một số cái thông tin lý do vì sao mà thị trường của chúng ta ngày hôm qua rung lắc khá mạnh đúng không. Ok, thì về thị trường anh chị nhé, phiên ngày hôm qua thì thị trường ta có một phiên rung lắc khá mạnh, về sâu nhất là 1109.51 đúng không? Với cái khối lượng cực kỳ lớn, phiên sáng ngày hôm qua chị đã thấy là nó gần như là bằng cả phiên giao dịch ngày hôm qua rồi, thậm chí hơn rồi đúng không? Gần bằng, đâu đó gần bằng phiên giao dịch ngày hôm qua. Sau đó phiên chiều nữa thì chúng ta có một phiên giao dịch khối lượng rất là lớn đó. Tuy nhiên thì về góc độ phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy là nó chưa vi phạm rủi ro gì hết chị nhá, chưa vi phạm cái vùng quản trị rủi ro đấy, cho nên là em nghĩ là chúng ta cũng chưa có lý do gì để bán vào ngày hôm qua hết. Nhưng mà mặc dù khối lượng rất là lớn, khối lượng thì lát nữa chúng ta sẽ phân tích sau đấy. Về cơ bản mình phân tích kỹ thuật chúng ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì vi phạm chị nhá. Cái vùng vi phạm của anh chị mình quan sát theo cái vùng 1100 nhá. Nếu như đóng nến mất vùng này thì anh chị mình hạ bớt cái phần margin giúp em đấy, còn nếu mà mất vùng 1073 thì anh chị mình bán hết, đóng nến mất 1013 thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta thoát khỏi thị trường đấy. Còn cái vùng để hạ thì trọng sẽ là vùng 1100. Anh chị nào dùng margin thì hạ margin, không dùng margin thì có thể hạ bớt độ 30% hoặc là 50% anh chị nhé. Cái giai đoạn này có thể anh chị nhìn thấy thì nếu mà 1013 thì nó sẽ là một cái vùng khá là xa đúng không, từ 1021 về 1013 thì nó sẽ khá là xa. Nhưng mà cái quan trọng anh chị mình dung được là cái giai đoạn này nó đang là một cái giai đoạn tích lũy đấy, tích lũy, và cái cơ hội đi lên của thị trường giai đoạn này em vẫn đánh giá rất là cao đó. Những cái thông tin về vĩ mô đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy là cũng chưa có cái tin tức gì mà để nói là nó xấu cả, nó đang được cải thiện rất là nhiều đúng không, tiền đang được bơm ra trở lại, lãi suất rất thấp đấy, rồi vẫn liên tục có những cái chính sách để hỗ trợ cho nền kinh tế, hỗ trợ và giải giải quyết những cái khúc mắc ở trên thị trường đúng không. Lãi suất bây giờ cực kỳ thấp, em nghĩ là những cái lượng tiền mà gửi tiết kiệm đến hạn đáo hạn thì chưa chắc là các anh chị đã gửi tiếp đâu đúng không, bởi vì nó rất là thấp đấy, thì có thể nó sẽ vẫn đẩy vào những cái kênh đầu tư mang cái tính hiệu quả hơn thôi đúng không. Đó thì đấy là về thị trường, cho nên đoạn này mọi người em nghĩ là cần phải chấp nhận một cái biên độ rung lắc và một cái phần rủi ro nó chấp nhận một cái biên độ cắt lỗ chúng ta nó sẽ xa hơn một chút đúng không? Tức là ví dụ để mà thoát hết thì chúng ta sẽ mất 1073 thì chúng ta thoát đó anh chị nhá. Nhưng mà đổi lại thì em nghĩ là anh chị mình sẽ có những khoản lợi nhuận rất là lớn nếu đúng, và quan điểm cá nhân của em thì em vẫn đang rất là kỳ vọng về kịch bản này. Với em thì em sẽ vẫn kỳ vọng là 70% thị trường chúng ta sẽ tiếp cận vùng 1137 và sau đó là vượt được những vùng này để hình thành một cái xu hướng tăng mới đúng không? Như những cái kế hoạch, những cái kịch bản mà chúng ta đã chia sẻ trước rồi. Còn cái kịch bản mà mất những vùng rủi ro này thì em nghĩ là nó chỉ đâu đó khoảng tầm 30% thôi. Đấy, anh chị nhá. Đó thì đấy là về góc nhìn kỹ thuật. Đây, ở trong khung H1. Mạng hơi lag anh chị thông cảm một chút nhé. Không ăn một thì anh chị nhìn lại chúng ta vẫn có những vùng hỗ trợ rất là mạnh như này đúng không, thì cũng chưa có lý do gì mà để chúng ta phải 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 lo lắng phải bán hàng hết anh chị nhá.
tuần này, đúng không? Chưa có lý do gì hết, đều đang vẫn đang có tín hiệu mở khách sạn trong khung tuần thôi, vẫn kéo lên vùng 1137 trước đấy. Cho nên là về góc nhìn kỹ thuật thì em nghĩ là nó chưa có vấn đề gì hết anh chị nhá, chưa có vấn đề gì hết. Chúng ta vẫn tiếp tục là nắm giữ cổ phiếu thôi. Anh chị nào mà chưa đủ hàng thì em nghĩ là vẫn cứ canh rung lắc để mua thôi anh chị nhá, vẫn canh rung lắc để mua thôi, mua cho nó đủ lượng đấy. Còn anh chị mà đã có hàng rồi thì chúng ta tiếp tục nắm giữ, khi nào vi phạm anh chị nhá thì chúng ta thoát. Giai đoạn này mọi người cứ đặt cho em cái vùng cắt lỗ ra nhá, đặt cho em cái vùng quản trị rủi ro ra, khi nào mất thì chúng ta thoát, còn không thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ cho em nhá, cứ cố gắng tiếp tục nắm giữ. Cái giai đoạn này sẽ là một cái giai đoạn mà nó là một cái giai đoạn kiểu của cái cuộc chơi tâm lý, đúng không, của cuộc chơi tâm lý. Về cái thanh cái khối lượng lớn ngày hôm qua thì anh chị thấy là em nghĩ là nó có một vài cái nguyên nhân, một vài cái lý do. Thứ nhất là ở trong giai đoạn vừa rồi cá nhân mua rất nhiều, cái này chắc anh chị cũng có thể theo dõi được ở trên các cái trang thống kê rồi, đúng không? Cá nhân mua rất nhiều, có những cái có một phiên nào đấy mua tới 1.900 tỷ, gần 2.000 tỷ một phiên, rồi ngoài ra các cái phiên khác thì cũng mua vài trăm tỷ đó. Cho nên là để mà đi lên được ấy, đúng không, thì cá nhân em nghĩ là nó sẽ phải có những nhịp rung lắc đấy, nó phải có những nhịp rung lắc để làm sao mà nhà đầu tư cá nhân đã mua những vùng vừa rồi thì mọi người phải bán bớt hàng ra, đúng không, thì nó mới nhẹ tàu được. Đặc biệt những anh chị mà mua giá cao một chút thì em nghĩ là phiên ngày hôm qua là một cái phiên rung lắc chất lượng, đúng không, một phiên rung lắc chất lượng và sẽ có nhiều anh chị bán. Tất nhiên thì chúng ta không phân tích cái việc bán ở đây nó là đúng hay sai đấy, nhưng mà về cơ bản thì về cái góc độ tâm lý, đúng không, tâm lý ở giai đoạn hiện tại thì em nghĩ là nó đánh vào cái tâm lý của anh chị mình khá là chính xác ở trong những cái nhịp vừa rồi đó. Mọi người mua những cái phiên như này ở quanh những vùng này tương đối nhiều, dưới này không mua mấy đâu, dưới này không mua mấy đâu, nhưng trên này mua rất nhiều, đúng không, thì nó có một vài phiên rung lắc xuống đây thì em nghĩ là sẽ rất nhiều anh chị thoát hàng đó. Thì cái này nó liên quan đến cái giá vốn của anh chị mình thôi. Anh chị mà mua giá vốn cao thì chắc chắn chúng ta sẽ phải có những vùng quản trị rủi ro nó cao hơn, đúng không đó. Thì còn ví dụ như chúng ta thì chúng ta mua qua những vùng bên dưới này rồi, những vùng nền tích lũy ở dưới này rồi thì em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì vẫn ok thôi, đúng không, đến thời điểm hiện tại vẫn ok thôi, cũng chưa có mã nào nó vi phạm cái vùng quản trị rủi ro, rồi vẫn còn rất nhiều cổ phiếu chúng ta vẫn đang lãi tương đối nhiều, kể cả trong phiên ngày hôm qua những cái thời điểm rung lắc thấp nhất thì những cổ phiếu chứng khoán, những cổ phiếu thép, những cổ phiếu bất động sản chúng ta vẫn có lãi mà, đúng không, kể cả những thời điểm nó rung lắc thấp nhất, SHS về 18.4, đúng không, đất xanh về quanh vùng 20, rồi hoa sen về đâu 21 mấy sao đó, thì chúng ta vẫn đều còn đang có lãi đấy. Cái quan trọng ở đây là anh chị nhà đầu tư mua nhiều, có những anh chị mua cao thì rung lắc là chạm vùng quản trị rủi ro thì chúng ta cũng sẽ thì mọi người cũng sẽ hạ bớt đấy. Những anh chị mua ở bên dưới mà có lãi thì có thể là sợ mất lãi, đúng không, thì có thể sợ mất lãi thì chúng ta cũng sẽ bán đấy, thì chúng ta cũng sẽ bán, đúng không, nó là cái đòn tâm lý mà, đúng không, đánh vào cái tâm lý giao dịch của anh chị mình đó. Thì em nghĩ phiên ngày hôm qua sẽ là một cái phiên lũ hàng rất là mạnh đấy, cho nên nó làm cái khối lượng chúng ta rất là cao, khối lượng và giá trị cực kỳ cao, đúng không, bởi vì anh chị mình, em nghĩ là anh chị ngày hôm qua bán tương đối nhiều đấy. Nhưng mà chúng ta cũng hay nói với nhau câu chuyện là khi mà có người bán và cái khối lượng bán lớn, đúng không, thì vấn đề là bán cho ai, ai là người mua bây giờ, đúng không, có người bán thì phải có người mua, đúng không đấy. Thì chúng ta cũng phải đặt những cái câu hỏi đấy ra đó, thì đấy là cái lý do thứ nhất em nghĩ là nó làm cho cái khối lượng nó lớn, đúng không, một cái phiên mà rũ hàng em nghĩ khá là mạnh, nhà đầu tư bán khá nhiều bởi vì chúng ta đu bám quá nhiều trong những cái phiên vừa rồi đấy. Thì khi mà anh chị nhà đầu tư mà gọi là phát bớt ra rồi thì em nghĩ là cái cơ hội thị trường nó tích lũy và đi lên nó sẽ cao hơn, đúng không đó. Thường thì cái cuộc chơi này nó luôn luôn như vậy, đúng không, cuộc chơi này nó luôn luôn như vậy anh chị nhá. Nhà đầu tư cá nhân thì lúc nào cũng sẽ bị gọi là cầm lên đặt xuống thôi, đúng không, tung lắc cho hoa mắt chóng mặt đấy. Thì có thể nó sẽ làm cho cái phiên ngày hôm qua làm một phiên mà khối lượng cực kỳ lớn,
đúng lắm, kèm theo những cái tin đồn nó luôn luôn là đặc sản của Việt Nam, đúng ạ. Để mà anh chị nhà đầu tư bán nhiều thì ngoài cái việc là giảm điểm thì nó có thể là nó cũng đến từ những cái tin đồn nữa. Thì ngày hôm qua em nghĩ là chắc là chỉ có tin đồn về KRX thôi chứ cũng chẳng có gì đâu, đúng không? Mà về cái KRX thì chúng ta cũng xác định tinh thần với nhau rồi là trong tháng 12 này nó cũng rất là khó để nó đưa vào go live được, hoạt động được đấy. Mà thực ra em nghĩ cái đấy nó cũng là những cái mà bánh vẽ thôi. Tất nhiên là nó đưa vào, nó mà đưa vào go live được thì rất là tốt, đúng không? Nó sẽ làm cho thị trường chúng ta có những cái động thái tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta biết là câu chuyện KRX này đã bao nhiêu năm rồi. Nhưng tất nhiên thì trong thời gian tới em nghĩ là sẽ xong thôi. Đó, nhưng mà cái việc là ví dụ tháng 12 thì nó sẽ hoãn một vài tháng thì em nghĩ nó là câu chuyện hoàn toàn bình thường. Đấy, có chăng nó là cái cớ để mà đạp thị trường xuống thôi, để anh chị nhà đầu tư hoảng loạn thôi, đúng không? Bởi vì là trong những giai đoạn vừa rồi thì nhóm chứng khoán là một cái nhóm mà tăng rất là nóng, tăng rất là mạnh. Đấy, bởi vì tăng với nhóm chứng khoán ở đây là bởi vì chúng ta đám đông đang kỳ vọng quá nhiều vào cái món KRX, đúng không? Đó, chúng ta đang tập trung quá nhiều vào cái câu chuyện KRX. Thì khi mà một cái câu chuyện nào đấy được đám đông tập trung vào, quan tâm đến thì nếu như nó đi đúng theo kịch bản thì em nghĩ là thì có thể là tăng hoặc là nó cũng có thể là nó sẽ không biến động, ít nhất là không giảm. Đấy, ít nhất là không giảm, có thể là đi ngang hoặc tăng nhưng mà sẽ không giảm. Đấy, còn nếu mà nó đã đi ngược lại với cái sự kỳ vọng của đám đông. Đấy, thì nó sẽ là một cái nguyên nhân làm cho mọi người bán rất nhiều, đúng không? Bởi vì là cái sự kỳ vọng mà nó đã bị kiểu kiểu không đáp ứng được ấy. Và tất cả mọi người đều đang quan tâm đến vấn đề đấy thì nó sẽ tạo thành một cái làn sóng bán tương đối mạnh, đúng không? Một vài anh chị bán xong bắt đầu là thấy nhau bạn thấy bán là cũng thi nhau bán theo, đúng không? Xong nó bắt đầu nói với nhau câu chuyện à Caric nó chậm thì nọ thế kia. Nhưng em nghĩ là cái này nó là cái mà thứ nhất là tin đồn, thì cái này em cũng chưa 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 kiểm chứng, đúng không? Thứ hai là cái việc KRX này thì em nghĩ là sớm muộn nó cũng vào thôi đấy, đúng không? Và có thể nó sẽ là những cái ảnh hưởng trong ngắn hạn thôi đấy, có bởi vì là giai đoạn vừa rồi thì cái nhóm chứng khoán nó tăng nhiều đấy, anh chị nhà đầu tư cũng có lãi khá nhiều rồi, cho nên là cái việc mà thông tin xấu ra và mọi người bán hạ gọi là bán chốt lời, em nghĩ đấy là cái mà nhà cái nó đang muốn đấy, những ông tạo lập ở đấy người ta đang muốn, đúng không? Thì em nghĩ rằng ngày hôm qua là một cái phiên mà nó cũng đạt được, chắc cũng đạt được cái mục đích của mình. Có sẽ có nhiều anh chị mất hàng, đúng không? À còn có nhiều anh chị bán hàng thì còn mất hay không mình chưa nói. Đấy, cơ bản thì phải đợi thị trường trả lời thôi. Ví dụ phải sau này, ví dụ phiên ngày hôm nay nó phải là một phiên ít nhất là những phiên đi ngang hoặc là một phiên tăng tăng mạnh thì sẽ khả năng sẽ là mất hàng. Đấy, thì thôi cứ để thị trường trả lời. Cái quan trọng chúng ta là chúng ta hành động đúng cái kế hoạch của mình anh chị nhé. Ví dụ anh chị mua cao thì chúng ta phải có những vụ quản trị rủi ro cao hơn, cái đấy thì em nghĩ là nó là đúng thôi, thì cũng không có câu chuyện gì là sai cả đâu. Quan trọng anh chị mình chọn được những cái vùng mua nó hợp lý thôi, đúng không? Chọn được những vùng mua đúng thì ngày hôm qua chưa có cái vấn đề gì hết, chưa có cái vấn đề gì nó vi phạm hết là chúng ta phải bán hết anh chị nhé. Đó, thế còn có phải là một cái phiên tạo lập nó rũ hàng và anh chị bán có bị mất hàng hay không thì em nghĩ chúng ta nên đợi thị trường trả lời. Còn quan điểm của em thì giai đoạn hiện tại thị trường ta chưa có cái tín hiệu gì xấu, nó cũng chưa vi phạm gì để chúng ta phải bán hết. Đấy, anh chị nhé, thì với cái quan điểm như vậy thì em nghĩ là chúng ta cứ 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 tiếp tục cầm thôi, đúng không? Không có vấn đề gì hết. Khi nào mất những vùng mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta xử lý, còn không thì chúng ta tiếp tục cầm, cơ hội vẫn đang rất là lớn anh chị nhé. Đó thì đấy là về phần nhận định thị trường cũng như là lý do vì sao em nghĩ là ngày hôm qua khối lượng rất là lớn và nó làm cho anh chị nhà đầu tư tâm lý đang khá là lo lắng, đúng không? Và cũng đã có nhiều anh chị bán hàng rồi trong phiên ngày hôm qua đấy. Và có một điểm nữa nhé anh chị nhé, có một điểm nữa thì ngày hôm qua chị thấy là VN30 là tiền vào khá tốt nhá, anh chị nhìn không ạ, khối lượng khá tốt này. Đấy, thì có thể là trong những phiên tới cái nhóm mà kéo thị trường lên sẽ là nhóm VN30 nhá. Thì anh chị nào còn tiền ấy,
mà chưa mua đủ thì anh chị có thể là tìm một vài cổ phiếu trong nhóm VN30 anh chị tham gia nha. Em nghĩ là khi mà có phiên tiền vào ngày hôm qua ấy, thì trong những cái phiên tới cái nhóm kéo điểm thị trường sẽ là cái nhóm VN30 trước, còn nhóm mid cap ví dụ chứng khoán bất động sản vân vân thì nó không xấu, nó chưa xấu. Hôm qua là phiên bán mạnh nhưng chưa xấu, không có vấn đề gì hết, nhưng để mà nó tăng được, tăng lại được ấy, thì nó sẽ cần mất thời gian tích lũy trở lại nha anh chị nhá. Mọi người lưu ý vấn đề đấy, đúng không? Nó chưa xấu nhưng mà với những cái phiên biên độ biến động đang rất lớn và khối lượng giao dịch cực kỳ lớn thì nó sẽ cần phải có những phiên tích lũy trở lại. Đấy, và trong cái giai đoạn mà nhóm midcap tích lũy thì ông VN30 sẽ đi lên, đúng không? Hôm qua đã có tín hiệu rồi. Đấy, thì trong những cái phiên tới sẽ là nhóm VN30 nó kéo thị trường. Đấy. Còn những ông midcap, ông VN30 mà tăng thì ông midcap nó cũng không tăng được đâu. À, vừa là như vậy, vừa là với cái biến động khá lớn, đúng không? Vol giao dịch rất khủng thì nó sẽ cần có thời gian cân bằng lại. Đấy, cho nên là trong những phiên tới này chị mình trong phiên tới này chị mình đừng kỳ vọng là nhóm VN30 nhóm midcap, những cái nhóm đầu cơ nó tăng mạnh nhá. VN30 sẽ là cái nhóm mà khả năng trong những cái phiên tới nó sẽ là kéo thị trường đi lên. Đấy. Mà VN30 đã kéo thị trường đi lên rồi thì em nghĩ là thị trường ta quay lại sập thì rất là khó, đúng không? Đấy, chẳng qua là nó gọi là thay đổi cái nhóm ngành tăng thôi. Giai đoạn vừa rồi thì mid cap đầu cơ tăng rồi, VN30 chưa tăng. Thì bây giờ dòng tiền nó tập trung vào nhóm chưa tăng thôi, đúng không? Sau khi VN30 tăng rồi một nhịp rồi thì nó lại đến mid cap thôi. Đấy, nhưng mà quan trọng bây giờ là anh chị mình phải cho nó thời gian tích lũy nhá. Đấy, chứ đừng thấy nó không tăng mà chúng lại bán. Còn anh chị nào mà đang cầm tiền ấy, thì có thể quan tâm đánh VN30 một nhịp ngắn thôi chứ cũng không cầm nhiều, không đánh dài. Với em thì VN30 nếu có đánh khi có sóng thì em đánh ngắn thôi. Đấy anh chị nha, anh chị có thể quan tâm đến những cái cổ phiếu trong nhóm VN30. Đó, bắt đầu quan tâm và mở mua được đấy anh chị nhá. Đó thì nếu như anh chị chưa biết mua mã nào thì có thể liên hệ với em An nhá, và đồng hành với cả em An về hệ thống group khách hàng của em An thì em An sẽ chia sẻ cho anh chị mình những cái cổ phiếu đẹp nhất để cho anh chị có thể tham gia nhé. Đó, đây trong group khách hàng của em thì ngày hôm qua thì quan điểm chia sẻ với chị mình thì vẫn thế thôi, cho nên là em chả bán gì cả, đúng không? À, quan điểm nó rõ ràng là canh mua của mày. Hôm qua thì có nhắn cho mọi người mua SHS này quanh 18.7-19, sau đấy nó xuống vùng bên dưới thì vẫn nhắn cho mọi người là cứ mua nó, chả vấn đề gì cả. Chả có gì phải sợ, đúng không? Chả có gì phải sợ hết. Bởi vì thị trường thì nó chưa có vấn đề gì. Và ngày hôm qua kể cả nhóm chứng khoán điều chỉnh thì nó về những cái vùng mua khá là ok. Những cái giai đoạn trước thì anh chị mình chỉ chờ nó rung lắc để mua thôi. Nhưng mà đến phiên ngày hôm qua nó rung lắc thì anh chị lại không dám mua, đúng không? Thì nó hơi vô lý. Em nghĩ là về hỗ trợ là, và cái cầu cũng khá là tốt, thì không có lý do chúng ta không mua hết. Đấy thì nhá. Thì rung của em ngày hôm qua không bán gì cả. Không bán gì cả. Có cái là mua G36 này. Đấy, mua G36 này, mua PVT và ít nữa này. Thì cũng nhìn chung là đến thời điểm hiện tại nó cũng đang giảm một ít, nhưng mà PVT bây giờ đang 26.3 thì phải. Nhưng mà đây đều là những vùng hỗ trợ rất là mạnh của nó. G36 cũng tương tự. G36 thì bắt đầu có dòng tiền vào. Mã này thì khối lượng hiện tại khối lượng giao dịch nó cũng thấp thôi, cho nên đánh thì đánh vừa phải thôi chứ không đánh lớn được. Đấy. Mã này hiện tại thanh khoản không lớn, chỉ 1 tỷ, hơn 1 tỷ một phiên thôi, nên anh chị đánh lượng vừa phải này, đúng không? Rồi sau đấy là những cái nhịp mà rung lắc đạp này, đúng không? Đấy, cái mua quanh vùng giá những cái lúc mà rung lắc này. Rồi những cái lúc mà xuống dưới thì vẫn cứ nhắn anh chị mình mua thôi, thoải mái mua thôi, đúng không? Đấy, hôm trước nhóm chứng khoán tăng mở gap thì nay quay lại lớp gap thì em cũng bình thường thôi, đúng không? Múc đi anh chị này, đừng run tay này. Cùng lắm là Tết này ăn Tết bánh chưng không nhân thôi, đúng không? Chúng ta phải có cái sự trả giá cho cái việc mà kiếm lợi nhuận chứ, đúng không? Làm gì có câu chuyện là kiếm lợi nhuận mà không có một cái rủi ro gì. Đấy, VIX anh chị nào thích thì canh mua quanh 16.8-17 này. Thì hôm qua nó cũng về được 17, đúng không? Đấy. Bây giờ chỉ có mua thêm thôi, chứ còn anh chị ở trong room khách hàng của em thì mua rất là lâu rồi. Mua gom trong suốt cái giai đoạn vừa rồi rồi, đúng không? Cho nên là em nghĩ là bây giờ chỉ mua thêm thôi, đúng không? Đoạn này quan trọng là anh chị đều có hàng sẵn trong tài khoản rồi này, nên trường hợp xấu nhất thì mình vẫn hạn được tỷ trọng khi cần thiết, đúng không? Cái này là cái rất quan trọng anh chị mình cần phải để ý nhá. Đấy, cái đi vốn nó rất là quan trọng đấy.
À, sáng nay Đà Lạt thế này chắc chiều phải đẹp thêm một tí nữa, còn xấu thì vẫn chưa xấu thì nhá, quan điểm nó rõ ràng đúng không, khả năng lấy cớ KRX rũ hàng thôi đúng không, mình cứ đúng kế hoạch mình làm. Đấy, mất 1.100 thì hạ bớt margin, anh chị nào không dùng margin thì hạ bớt một phần đúng không, còn không thì cứ giữ hàng này. Kết phiên buổi sáng thì thị trường giảm gần 15 điểm này, đây là cái nhận định giữa phiên thôi, phiên chiều sẽ khá quan trọng xem có phải phiên rũ hàng không đúng không, rất nhiều cổ phiếu hiện tại đã về vùng hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn đấy. Chúng ta cứ theo đúng kế hoạch chúng ta hành động thôi, thị trường chưa có vi phạm gì hết đấy, chính nhắc cái quan điểm luôn luôn nói với mọi người rất là rõ ràng đấy. Và khung 15 phút thì đã có tín hiệu kéo lên về vùng 1120 đấy, thì đây là cái chúng ta chờ đợi, mà kết phiên nó còn vượt 1120 cơ đúng không, kết phiên còn vượt 1120 lên 1121 cơ, thì nhìn chung là vẫn ổn thôi đó, nhìn chung vẫn ổn thôi. Anh chị thì có thể là mọi người sẽ nói rằng phiên ngày hôm qua là phiên kéo trụ đúng không, là một cái phiên mà lan gọi là kéo thị trường lại, nó không được, nó chưa được quá tích cực khi mà kéo bằng trụ, còn các cổ phiếu nhóm khác thì nó kéo không nhiều, nhưng mà anh chị mình chung là nó cũng đã có kéo lên khá nhiều rồi đấy, kéo lên khá tốt, chẳng qua nó chưa xanh thôi đấy. Và anh chị hình dung là dòng tiền như em vừa nói đấy, nó đang tập trung vào VN30 và cái nhóm mid cap vừa rồi nó tăng khá mạnh rồi, cho nên là nó sẽ cần phải có những cái nhịp, có những cái phiên rung lắc, có những phiên tích lũy, kể cả trong phiên ngày hôm nay hoặc là một vài phiên tới, em nghĩ là cái nhóm đấy nó sẽ vẫn còn rung lắc nhá, chứ nó chưa lên ngay được đâu đấy. Dòng tiền nó tập trung vào VN30 rồi, VN30 giai đoạn vừa rồi chưa kéo lên thì nó kéo thì tiền nó sẽ vào cái nhóm mà chưa kéo thôi đúng không, kéo lên một nhịp này, khi mà nó đạt đủ cái lợi nhuận với nhóm VN30 rồi thì dòng tiền nó sẽ đẩy lại sang nhóm mid cap, thì lúc đấy là cái nhóm mid cap nó mới tăng trở lại đúng không, lúc đấy cái nhóm mid cap nó mới tăng trở lại. Cho nên là em nghĩ là nó không có vấn đề đâu, kể cả kéo trụ hay không đúng không, nó có kéo lại cho anh chị mình rồi đấy, nhưng mà nó dòng tiền nó tập trung vào cái nhóm chưa tăng thôi đúng không, còn những cái ông tăng mạnh rồi thì rõ ràng là nó sẽ cần phải có một cái thời gian để thị trường nó chấp nhận mua ở vùng đấy đúng không đấy. Thì khi mà nó phải cái cung cầu nó phải phải ông nào muốn bán cho bán hết đi, ông nào muốn mua cho mua hết đi đấy, xong bắt đầu cái vốn nó cạn lại đấy đúng không, và bắt đầu là sau đấy thì thị trường nó sẽ dần dần nó chấp nhận cái vùng đá đấy đúng không. Và dòng tiền mà VN30 nó ăn đủ rồi thì nó phải tìm sang lại, nó lại tìm sang cái thằng mà chưa tăng thôi đúng không, thì những cái thời điểm mà nó rung lắc tích lũy để cho cái cung cầu nó cạn lại đúng không, thì là sau đấy cái dòng tiền từ VN30 đẩy sang múc là ok thôi đúng không đấy. Chỉ nhá, thì đơn giản thế thôi, hôm nay thì cái video này sẽ làm hơi dài một chút anh chị nhá, nhưng mà bởi vì là có khá nhiều anh chị đang hơi lo lắng và phiên ngày tối ngày hôm qua em không livestream được, cho nên là hôm nay thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn một chút để cho anh chị mình yên tâm anh chị nhé, để cho anh chị yên tâm đó. Em nghĩ là nó thị trường nó cũng chưa có vấn đề đâu đúng không, thị trường chưa có vấn đề đâu. Anh chị mà không chịu được những cái nhịp rung lắc như này thì mọi người sẽ không khó đâu, nghĩa là khó, là hơi khó để đầu tư gọi là chiến thắng được trên thị trường, và hơi khó để ăn ăn to được anh nhé, và hơi khó để ăn to được đấy. Đấy, cho nên là anh chị mình cần phải, phải lưu ý giúp em nhé, chưa có vấn đề gì hết cả đâu, cứ yên tâm thôi nhé, khi nào vi phạm thì ra bán đấy, còn không thì cứ nắm giữ thôi, nó chưa có cái gì xấu hết, vĩ mô chưa có gì gọi là đảo chiều quay đầu xấu hết, nó vẫn đều là đang những cái tín hiệu khá tích cực đúng không, bắt bớ thì giai đoạn này em nghĩ là chẳng có gì để bắt bớ nữa rồi đấy, tiền thì bơm ra đúng không, thì không có lý do gì nó lại quay đầu, em nghĩ là chưa có lý do gì để cho nó quay đầu ở giai đoạn hiện tại hết đấy, mà nó cái quan trọng nó chưa vi phạm gì về cái vùng quản trị rủi ro của chúng ta đúng không, có chăng ở đây là hiện tại thị trường nó đang chơi những bài tâm lý thôi, em nghĩ là nó đang chơi những bài tâm lý thôi đúng không, có cái thị trường nào đi lên mà anh chị mình cảm thấy mọi người giữ hàng, mọi người yên tâm không đúng không, trừ những cái giai đoạn mà thị trường bắt đầu bước vào những cái nhịp tăng gọi là vào chen lại chen tăng rồi ấy, và bước vào những cái giai đoạn mà nó rung rũ xong ấy. Đấy, lúc đấy là sẽ có một vài phiên là thị trường nó sẽ tăng rất là mạnh, lúc đấy thì anh chị mình cầm nó sẽ yên tâm đúng không, bởi vì nó trải qua rung rũ xong rồi bắt đầu nó kéo, còn nhưng mà sau nó đi lên một đoạn nó lại rung lắc tiếp thôi mà đúng không, kể cả uptrend cũng như vậy thôi đấy, cho nên là anh chị phải hình dung là không có một cái giai đoạn nào thị trường nó đi lên chúng ta kiếm được tiền mà nó dễ dàng hết đúng không, lúc nào cũng trong cái tâm lý là mấy ông gọi là dí súng gọi là ép bán đúng không,
lúc nào cũng trong những tâm lý là chỉ rình rình là dọa bán thôi, dọa cướp hàng thôi, đúng không? Đấy, cho nên là em nghĩ là chúng ta cần phải xác định rõ cái chiến lược giai đoạn hiện tại, anh chị nhá, xác định rõ chiến lược giai đoạn hiện tại. Đấy, chúng ta trải qua rất nhiều giai đoạn của thị trường rồi, rất nhiều giai đoạn tăng giảm của thị trường rồi, thì em nghĩ là những cái này nó là những cái mà chúng ta cũng đã góp nhặt được những cái kinh nghiệm rất là nhiều từ những giai đoạn trước, đúng không? Giai đoạn này nó khác giai đoạn năm 2022. Đấy, chúng ta không thể so sánh với năm 2022 được, bối cảnh nó khác, thời điểm nó khác, anh chị nhá. Cho nên là em nghĩ là anh chị mình cứ yên tâm thôi. Anh chị nào em nghĩ là nếu mà anh chị mà đủ kinh nghiệm, nhiều kinh nghiệm, khi phiên ngày hôm qua anh chị còn mua cơ, kể cả anh chị mua anh chị không nắm giữ dài thì anh chị cũng trade T0 T1 được, đúng không? Những cái nhịp bán hoảng loạn, những cực kỳ nhiều cổ phiếu vào hỗ trợ thì anh chị còn mua T0 T1 được cơ đó, chứ không phải là bán ở trong phiên ngày hôm qua. Em nghĩ là ngày hôm qua không có lý do gì để bán hết anh chị nhá. Đặc biệt chúng ta có một cái vùng vị thế tốt rồi, cái lý do vì sao mà anh chị mình luôn luôn chỉ ăn được 5, 10, 15%, nhiều thì 20%, đúng không? Lý do vì sao không thể x2, x3 được, cái rung lắc này đã bán rồi thì làm sao x2, x3 được. Tất nhiên em không nói là ngày, ví dụ mà ngày hôm qua em không bán là đúng, em chưa nói, chưa thể khẳng định được, bởi vì là thị trường nó chưa tăng, nó chưa đạt target thì chúng ta chưa thể nói được là đúng hay sai. Nhưng cái quan trọng là với cái phiên ngày hôm qua em nghĩ là cái biên độ rung lắc đấy anh chị cần phải chấp nhận được, đúng không? Kể cả sau này mà ví dụ mà một vài phiên tới thị trường giảm mà em bị sai đi thì đấy, cái việc đấy là em phải chấp nhận, đúng không? Phải chấp nhận. Anh chị mà đã đồng hành cùng với em An rồi thì chắc là mọi người sẽ biết em là một người tương đối lì lợm đấy, tương đối lì lợm, nhưng mà lì lợm có cơ sở và có một cái vùng quản trị rủi ro nhất định đấy. Nhưng mà khi mà thị trường chưa vi phạm gì thì em sẽ giữ đấy, đặc biệt là đánh giá thêm cái yếu tố thị trường chung nữa thì em thấy là nó vẫn rất là ok, đúng không? Rất là ok. Lý do vì sao đến bây giờ chúng ta vẫn đang giữ được những cổ phiếu X2 hoặc hơn X2, đúng không? Thì em nghĩ là phải lì lợm một chút, đặc biệt trong những giai đoạn mà thị trường có cơ hội, anh chị nhé, có cơ hội vào xu hướng tăng, và khi vào xu hướng tăng rồi chúng ta lại tiếp tục càng phải lì lợm hơn. Còn thị trường này thì em nói với anh chị là khi mà anh chị mua được hàng rồi ấy, đúng không? Mới mua hàng thì sợ lỗ, mua được 5-10, mua xong lãi 5%, 10% thì sợ mất lãi. Cái đấy là cái mà tâm lý của anh chị nhà đầu tư nào cũng thế thôi, kể cả em cũng như thế thôi, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta phải hình dung được là chúng ta kỳ vọng cái gì đấy, và khi mà chúng ta đang ở vị thế như thế, đúng không, thì mấy cái ông lái ông sẽ làm gì? Ông đặt vị trí vào là những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta, thì chúng ta đang lãi lỗ như nào, cái tâm lý của chúng ta suy nghĩ như nào để họ làm ngược lại thì nó mới lấy được hàng của chúng ta, đúng không? Nó mới lấy được tiền của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta cũng phải đặt ngược lại, mình cũng lại phải đặt ngược lại về tâm lý của mình vào vị trí của mấy ông tổ chức, mấy ông lái đấy, đúng không? Bây giờ mình đang lãi thì chẳng nhẽ nó cho mình lên mãi à, đúng không? Thì làm như nào, nó phải làm như nào để nó lấy được hàng của mình, đúng không? Để dung dụ như nào chẳng hạn đấy. Để ví dụ anh chị nhà đầu tư đang cầm nhiều ở vùng này thì có thể nó sẽ đánh thủng cái vùng nào đấy để nó ép bán, sau đấy nó kéo lên, ví dụ như vậy. Đấy là những cái để chúng ta nắm bắt tâm lý thôi đấy, đấy là em ví dụ như vậy thôi anh chị nhé. Đấy, cho nên là thôi, cái tổng kết lại thì mọi người cần phải có một cái chiến lược nó rõ ràng anh chị nhé. Khi nào vi phạm thì anh chị mình xử lý, thì vi phạm ở đâu để xử lý thì em chia sẻ với anh chị mình rồi đó anh chị nhé. Còn lại thì quan điểm của em thì cơ hội giai đoạn hiện tại vẫn rất là lớn, nó chưa có lý do gì để anh chị bị bán hết anh chị nhé. Thì trong những cái giai đoạn mà rung lắc như này này, cái nhóm đầu cơ nó sẽ có rung lắc, thì anh chị nào chưa có hàng thì mọi người canh những nhịp rung lắc để mọi người mua nhá. Đấy, còn anh chị nào thích đánh nhóm VN30 thì cũng có thể tận dụng một nhịp này. Nhịp này thì em nghĩ là VN30 sẽ là cái nhóm mà đi lên, có một nhịp đi lên ngắn để kéo thị trường đi lên, còn ông Midcap sẽ chững lại tích lũy. Thì anh chị nào mà trong suốt giai đoạn vừa rồi cứ mong chờ mua chứng khoán, mua bất động sản, mua thép tiếp các thứ thì canh những nhịp rung lắc để tham gia nhá. Không có gì phải sợ đoạn này hết anh chị nhá. Khi nào vi phạm thì chúng ta chấp nhận, chúng ta bán, đúng không? Có một cái giá để trả cho nó, không có vấn đề gì hết. Thị trường chứng khoán thì chúng ta đã xác định vào đầu tư thì chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi, đúng không? Phải có những cái giai đoạn, phải có những phần rủi ro chứ, đúng không? Làm sao mà chỉ có kiếm được lợi nhuận mà không có rủi ro, đúng không anh chị? Đấy, thì ok anh chị nhá, đấy là cái chia sẻ của em An một chút. Hôm qua không livestream được cho nên hôm nay nói kỹ hơn cho anh chị mình về cái tâm lý anh chị nhé.
để cho anh chị mình em nghĩ là yên tâm hơn đấy. Anh chị nào mà cần hỗ trợ hay là muốn tham gia vào room room VIP, room khách hàng của em anh chị nhé, để có những tâm lý nó vững hơn, để có những chiến lược giao dịch nó cụ thể hơn, thì anh chị có thể là liên hệ với em anh nhé. Em sẽ add mọi người vào room tư vấn cá nhân của em cũng như là room tín hiệu của anh em ITP. Đó, anh chị mình có thể liên hệ với số điện thoại của em An ở số điện thoại của em An ở trên màn hình nhé. Đó thì anh chị cần có một tài khoản ở VPS với ID Q341 và có phát sinh giao dịch, hoặc anh chị có thể là tham gia vào room đóng phí với mức phí rất là nhẹ nhàng thôi, phù hợp, và em nghĩ là nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho mọi người. Đấy, thì em An sẽ đồng hành cùng với anh chị nhé. Đó, mọi người cứ liên hệ với em An qua số điện thoại thì em sẽ hướng dẫn mọi người những thao tác rất là nhanh, rất là đơn giản thôi. Rồi ok, thì chắc là em sẽ xin phép dừng buổi livestream đây, dừng cái video đây nhá. Hẹn gặp lại anh chị trong buổi livestream chiều ngày hôm nay. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.